Bài 1, rút gọn các phần tức sau. Các bạn nhìn lên trên màn hình cho thầy. Bài 1 gồm 4 ý. Thầy trò chúng ta sẽ bắt đầu xử lý từng ý một. Bài 1, câu A này, 5x trên. Câu A, 5x trên 10. Cái này là dễ rồi, đúng không? Số với số là xong. 5 với 10 rút gọn thì bên cái này còn 2, đúng không? Vậy chỉ là bằng x trên cho 2. Được chưa? Câu B, 4xy trên 2y. Rút gọn số trước, 4 với 2 trên tử còn 2, mẫu là 1 thôi. X trên tử có dưới 0, còn x, y và y hết, được chưa? Chúng ta rút gọn từng cái một nhé. Đầu tiên rút gọn hạng tử tự do, số gọi là số với số. Biến x vì biến x, biến y vì biến y, biến z đối với biến z, được chưa? Câu C, 21 x mũ 3, x mũ 2, y mũ 3 chia cho 6 xy. Số 21 với 6 rút gọn cho nhau với 6.